Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Suốt cả thời gian vừa rồi thì nó mưa rất là nhiều đúng không các bạn? Và mình cũng rất là ít thời gian để làm những cái video gửi đến các bạn. Rồi đôi khi nó vội, trời mưa, rồi tất cả những cái lý do, nói chung là làm cho cái việc trì hoãn làm những video để chia sẻ đến các bạn. Năm nay là một trong những cái năm mà làm dâu hơi khó đúng không các bạn? Mình đã chia sẻ cho các bạn rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì hôm nay vẫn có một vài những cái thông tin để gửi đến các bạn, đó là hiện tại đến thời điểm này thì mình thấy đã có cái dấu hiệu của cái thời tiết lạnh, những cái cây cỏ đuôi chồn đã chuẩn bị nó là trổ bông, thì cái dấu hiệu cái việc mà hết mưa thì đã chuẩn bị là đến mùa khô đấy các bạn. Thì đấy là cái mùa mà trồng rau, trồng dâu. Thì dâu tây thì như các bạn biết rồi đó, nó cũng là một cái loại cây mà rất là hợp đấy. Thì cái đợt vừa rồi đó các bạn, thì mình có chia sẻ cho các bạn là việc tưới lân các bạn nhá. Thì mình cũng nói lại rồi, mình tưới thì không có một cái công thức nào các bạn, là nhiều bạn hơi khó chịu với cái việc mà mình làm không có công thức. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy được là những cái vết mình tưới lân các bạn này, đây này, các bạn thấy chưa, đây này. Cái tưới lân thì nó cứ hơi ráo ráo, nhưng ngày hôm qua hôm kia thì nó cứ hơi khô khô cái đất, cái mình tưới cái mình lại trộn cái lân, cái thùng lân mình khuấy lên mình tưới các bạn nhá. Thì cái việc tưới lân á, thì cái video này mình muốn nói các bạn là cái mùa mưa đã vừa rồi thì các bạn thấy không? Đó, nó mình vẫn duy trì được một số những cái chậu dâu để duy trì giống, các bạn thấy không ạ? Thì tưới lân thì một trong những cái mà để cho nó tăng cường cái độ cứng, cái đề kháng và cây nó phát triển nó cũng khá là ok. Và mình thì không có dùng phân thuốc. Các bạn thấy là những cái cây mà nó bị nấm mắt cua đó, mình vừa nói chuyện với các bạn á, là mình sẽ hái cái lá đi và cái một số những cái lá sâu các bạn này, đây này. Các bạn thấy cái nấm mắt cua chưa, đây này. Đấy, hôm nay là sáng thứ bảy, mình sẽ nói chuyện với các bạn. Thì lâu nay thì những cái thời điểm mà không có những cái video dài thì mình chỉ chia sẻ những video ngắn để các bạn xem, để tăng cường cái tương tác kênh, để các bạn khỏi quên kênh đúng không ạ? Đây các bạn thấy chưa? Đây. Thì cái việc mà mình chia sẻ với các bạn đó là tưới lân thì làm cho cây nó cứng các bạn nhá. Thì cây nó không có quá xanh. Đấy. Cái cây nó không có quá xanh và cái cây nó vẫn cao, và cái độ mướt của cái cây nó không như cái kiểu chúng ta thường dùng lân. À xin lỗi các bạn, là không như dùng đạm hoặc là dùng đạm cá thì nó sẽ rất là mướt mát. Đấy, các bạn thấy, nhưng mà dùng lân nó cũng xanh và cây nó cũng cứng và nó vẫn phát triển. Cái vấn đề là cái năm này là nó mùa mưa cực kỳ nhiều và mình tăng cường tưới lân như vậy thì cái cây nó cứng cáp và nhìn nó có vẻ là nó cũng vẫn có sức sống đúng không ạ? Đây này, một trong những cái chậu dâu mà vừa rồi mình có quay cho các bạn thấy đó là đây, nó vẫn ra những cái ngó và mình cắm xuống để nó ra đây. Thì cái cây này thì mình phải cắm xuống lại chứ, nó ra ngó khá là nhiều mà mình phải cắm xuống các bạn này, đây này. Thì chúng ta phải như là các bạn, khi mà nó khô ráo lên á thì mình ngay lập tức là mình phải sới cái mặt lên và tưới đều. Đó. Và khả năng là mình phải cho một đợt humic nữa các bạn. À xin lỗi các bạn, là cái phần organic, phần organic humic, nói chung là nó có hàm lượng humic và các cái loại chất dinh dưỡng để tăng cường cho cái cây này nó có quả trong cái bữa tới. Này các bạn thấy rất là sung đúng không? Nếu như các bạn mà không kiên nhẫn mà trong những cái ngày mưa như vậy thì rất có thể những cái chậu dâu này nó đã tèo rồi, nhưng mà mình thì cố gắng duy trì một số những cái chậu để nói chuyện với các bạn về cách trồng dâu, cái theo dõi những cái thời tiết để xem là cái năm nay nó khó mưa như vậy thì khả năng thì dâu nó có còn được duy trì và được sinh sống được không. Nhưng mà cái kết là như thế này các bạn này nhá, một năm một cực kỳ khó trong việc trồng dâu. Đấy. Năm ngoái thì tầm này là đã có quả rồi các bạn, năm nay thì chưa có dấu hiệu gì hết. Này bên nó vẫn ra những cái ngó này. Đấy, cái này thì mình vẫn cắm, bởi vì đây mình cắm xuống để nó ra thêm cái chậu này cho nó dày thêm tí, thì khả năng là nó vào tiết dương lịch thì vào tiết âm lịch thì khả năng là nó sẽ là ok. Với cái chậu như thế này các bạn nhá, thì cái màu này là màu xanh, này là màu xanh của lân chứ không phải là màu xanh mướt của đạm. Cho nên là các bạn lưu ý giúp mình là đến thời điểm này thì không, các bạn nên không tăng cường tưới đạm đấy nhá. Nhưng mà ví dụ như tưới NPK thì các bạn nên là thêm lân đó, thêm lân cho nó cứng cây các bạn nhá. Đó, khả năng là nó cũng
gần gần ra hoa rồi các bạn. Mình đoán vậy thôi nhưng mà đúng thực sự năm nay thì cũng không đoán thực trước được tình hình thực tế như nào. Đấy thì các bạn lân các bạn nha, thì tưới các bạn không có ngại nó bị sót hay như nào hết. Nói chung là lân nó khá hợp với dâu và để cho cái cây vườn cây nó cứng, nó giữ nó cái nó qua được cái mùa mưa, thì thực sự cái lân là nó cũng khá quan trọng hoa các bạn nhá. Đấy thì mình cũng nói các bạn là khô rồi, mùa khô rồi thì bây giờ chúng ta quay trở lại chăm để cho dâu nó lên ra quả. Thì các loại phân hữu cơ thì mình nói các bạn là sau cái video này, ví dụ nó khô ráo đây đó thì mình cũng nâng lên các bạn, mình nâng lên nhá. Đây là đất này, mình nâng lên và mình cho đất nó xuống dưới đây và mình nâng lên cho nó bằng mặt các bạn nhá. Những cái chậu dâu mà như thế này á thì các bạn không có sợ là nó chết nữa, mà chúng ta chỉ nâng lên là bỏ thêm giá thể, và đặc biệt là bỏ thêm cái phân, ví dụ như ở dưới đáy thì chúng ta bỏ một ít NPK, và dưới đáy thì chúng ta bỏ cái ví dụ như là cái chấu hay sơ dừa gì đấy cho nó thoát nước ha. Đấy rồi bổ sung một số như ví dụ như ở dưới đây này, mình sẽ có một cái loại phân humic mình cho các bạn xem, chứ không có bạn các bạn lại bảo là phân gì. Đây các bạn này, tức là mình sẽ sới lên mà mình bón những cái loại phân này này vào gốc nhá. Đây này, đấy, bón phân này xuống dưới gốc xong mình phủ cái mặt đất lên, tức là nó nằm gần gần xung quanh cái gốc này. Cái này thì chúng ta đừng có bỏ sát gốc, còn bỏ xung quanh thì ok, và nó cũng khá là nhanh, cái rễ nó khá nhanh tìm đến cái phân này để nó phát triển. Và đối với phân hữu cơ, ví dụ như phân bò, phân các loại mà như mình thì mình bã cà phê ủ phân bò thì mình có thể phủ thêm, rồi cái phần mà đây này, cái phần mà nông này các bạn này, nó nông khuyết khuyết này này, đấy, tức là nó đang bị sâu này, thì chúng ta phủ thêm cho nó bằng mặt lên và cố gắng cho cái chậu dâu nó để cái đất này lên, để nay mai nó quả nó xóa xuống thì khá ok. Chúng ta chỉ trừ lại một chút xíu, nói chung là tầm một nửa đốt tay, ví dụ khi chúng ta tưới nước thì nó phải tràn ra, vậy là ok. Đấy, chúng ta có thể bỏ rêu, hoặc là như mình thì có thể là mình bỏ những cái vỏ lạc, những cái gì đấy cho nó khi tưới nước nó phải văng lên nó sạch sẽ họ nhá. Đó thì cái cách là ví dụ như hết mùa khô, cái mùa mưa rồi chúng qua quay trở lại chúng ta chăm những cái chậu dâu như vậy, để sắp tới thì chúng ta lại có dâu chơi ha, chơi ngắm và có dâu để ăn. Nói chung nó không có nhiều nhưng là cũng là cái thú vui, vừa chơi và có cái dâu. Đấy thì một chút đơn giản chia sẻ cho các bạn như vậy thôi. Rồi lân thì nó có tác dụng như thế nào thì mình cũng đã có video rất là dài để chia sẻ, những cái người chuyên gia là chia sẻ cho các bạn rồi. Các bạn tăng cường dinh dưỡng, nhưng mà nhớ, các bạn nhớ nhá, là ví dụ như mà nó quá nhiều đạm là nó sẽ bị xì mủ các bạn, trên bạn các bạn lưu ý. Và đạm thì nó chỉ phát triển về lá, nếu nó phát triển lá nhiều và lá thì nó lại không sẽ không ra hoa ra quả, cho nên chúng ta lưu ý về cái việc sử dụng chất dinh dưỡng các bạn nhá. Đấy. Và ở đây thì cái thời gian vừa rồi thì mình nói các bạn đó là mình đã tưới lân khá là tăng cường tưới lân nhiều hơn so với cả năm ngoái đó, thì bữa tới khô đó các bạn nhá, nhớ nhá, bón thêm phân vào cho nó. Cái này thì nó tới 50-60 ngàn một bì với các bạn, 1 kg, phải đó, các thành phần dinh dưỡng của nó đây, tăng cường cái việc mà nuôi dưỡng cho cái thời gian mà dâu có hoa có quả các bạn nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Khánh Nhân TV và nhớ là để lại comment nếu các bạn có yêu cầu gì về cái việc mình làm cái video chia sẻ về trồng dâu tây. Mình nhắc lại các bạn là mình không phải là chuyên gia, mình chỉ làm những video thuần thôi, những cái gì hiểu biết và những cái gì giản dị nhất, những cái gì dễ nhất thì mình chia sẻ với các bạn để cùng các bạn đam mê yêu thích và trồng dâu tây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye các bạn nhé.